Ui, bạch kiếp ơi, mình thấy ở đây có một tổ con gì nè. Ui ôi, con gì đây? Con gì đây, nhìn kinh chưa này? Hai cái mắt nó đang nhìn chúng mình. Ai hút em ạ? Con gì đây, nó đang nhìn đến các bạn ơi. Bây giờ mình cậy cái đất này ra, mình bắt nó lên nhá. Bà bắt đi. Ui, ui. Đây rồi. Ui, ở đây còn có cái gì này? Cả một tổ cua. Wow. Ui, bèn hồng ơi, mở ra để mình bắt vào nào. Ui, mình thấy có con cào cào kia rồi. Mở ra mình bắt thôi. Ui, tiểu hổ với hồng mang con cào cào to lắm đây này. Wow, ui, được hai chú liền này. Ui, đây một chú này, đây chú to, còn đây chú bé này các bạn ơi. Ui, chú này bé hơn các bạn ạ. Chú này rất to luôn. Ui, hai chú liền này. Tiểu hổ với hồng ơi. Ơ, hai bạn này gọi không thấy đâu nhở. Ui, mình thấy có con gì kia to lắm này. Ui, có cái con gì nó bò ở đây to lắm này, tiểu hổ với hồng ơi. Hai bạn đâu rồi, nó bò nhanh lắm đây này. Hồng với tiểu hổ ơi. Dạ. Các bạn làm gì đấy, mình gọi các bạn mãi không thấy đâu. Mình đã ăn kem mà. Tớ vừa mới bắt được con cào cào thì nhìn thấy cái con gì to lắm, sợ lắm. Đây này các bạn ơi, đấy là nó đang bò ấy này. Không biết con gì nhìn kinh nhờ. Thôi bạn thế, bạn đang làm cái gì đấy? Mình đã ăn kem. Hôm nay mình làm xong việc nhà thì bố mẹ cho. Ui, mình kem ngon đấy à? Thế kem đâu ngon thế? Ui. Thế bạn ăn, các bạn ăn nhanh lên xong chúng mình ra xem con gì nhá. Ra bắt xem con gì nhá. Ui, bạn tiểu hổ với bạn Hồng ơi, mình thấy có cái con gì ở đây này. Ui, mình thấy có một con mà nó có. Nhìn lạ nhá. Ui, nó trốn ở trong hang này này các bạn ơi. Ở trong này có cái con tổ gì ấy. Bạn lật đè đất ra đi. Ok. Ui, chúng mình phải cậy những cái đất này ra thì mình lấy được nó. Cẩn thận nhá, nó chạy đi mất. Nặng lắm bạn ạ. Nào, khỏe lên. Ui, đây để mình thích. Nào. Ôi, ở đây có cả một tổ gì các bạn ạ. Ui, kinh lắm bạn ơi. Người nó mềm lắm. Người nó mềm lắm à. Ui, để mình lấy cái kẹp, mình kẹp xem nào nó là con gì đấy. Bạn kẹp nhẹ thôi nhá. Ui, đây này các bạn ơi, con gì đây? Nhìn sợ chưa? Mắt to nhỉ. Ui, nhìn nó giống con ếch nhờ. Đúng rồi. Có phải con ếch không? Không phải đâu. Nó là một con dài bén đấy. Đúng rồi, con này con dài bén đấy các bạn ạ. Thôi mình bắt nó. Mình bỏ vào trong cái xô của mình nhá. Ui, một chú dài bén to chưa này các bạn ơi. Con dài bén này có màu như thế. Ừ, đúng rồi. Ui, ở đây còn có con gì mà có một càng to và một càng nhỏ á. Đây, cậy cậy đất ra đi. Ui, xem con gì đây. Bạn móc, bạn kẹp nó ra đi. Ui, được rồi này các bạn ơi. Trên lưng nó có màu xanh, nó rất là to. Ui, nó còn có số mấy đây này. Số này có số 1 là số 0, ghép lại thành số 10. Đúng rồi, số 10 đấy các bạn ơi. Các bạn bỏ ra đi. Rồi, rồi, hai con rồi các bạn ạ. Ui, hai bạn ơi, có cái con gì ở đây này? Ui, nó bò nhanh chưa? Đúng rồi, trên này. Lưng nó có một cái mai. Ui, có cái mai nó đang bò đi đâu, nó bò chuyển chỗ sao các bạn ạ? Ui, nó bò nhanh lắm các bạn ơi này. Ui, mình bắt nó nhá. Ui, bắt nó nhá. Ui, bốn chân này, các bạn ơi. Ngón chân của nó rất là sắc các bạn ạ. Rồi, ui, được một chú rùa to chưa các bạn ơi. Ui, con rùa bé nó đòi ra đấy các bạn ạ. Ui, nó ra rồi. Mình chộp đấy nhá. Bạn chộp đi. Ui, ui, đây. Được rồi các bạn ơi, chân nó dài quá các bạn ạ. Ui, chân nó dài, nó trưởng nhanh chưa đây. Ở vào đây nhá. Đây có cái hang gì các bạn ạ. Mình thấy nó nhiều con, nó động đậy lắm. Ui, đây này có cái con gì đây này. Eo ơi, nhìn ghê lắm các bạn ơi. Ui, đây, to chưa. Ui, con gì đây. Là một con cá. Ui, con cá mà sao người nó lại lắm gai thế nhở. Các bạn mà đụng vào đấy là chảy máu đấy. À, con cá rô đấy các bạn ạ. Nào, bạn Hồng bỏ xuống. Mình bỏ vào trong nào. Đấy, bỏ trong đây cùng với con rùa. Rồi, đi bắt tiếp đi. Đi. Ui, đằng kia có con gì này. Ui, sao người nó có nhiều chấm bi sắc màu thế. Này, đẹp chưa. Ui, nó đang ăn lá cây này các bạn ơi. Bạn Hồng ơi, bạn bắt đi. Để mình bắt. Ừ. Ui các bạn ơi này, ui bạn Hồng mình vừa đi tiến tới thì nó tụt hết đầu vào rồi các bạn ạ. Ui ha, ở đây mình xem nào. Một chú ốc sên to chưa này các bạn ơi. Ui, nó còn chảy cả nước bọt ra này. Trên người nó có cả chấm xanh đỏ màu vàng nhá. Đẹp lắm các bạn ạ. Đây, bỏ vào trong thôi. Mình đi tìm tiếp nào. Ui, ở trong này có một cái tổ cua hay sao ấy này. Có con cua nó bò lên này bạn ơi. Ui, để mình bắt con này nhá. Ui, nó giơ càng lên để nó phòng vệ ấy. Được rồi. Đó, bạn thử bắt xem nào. Đây, để mình bắt tiếp con. Tiếp con đang chui vào hang. Ui, được rồi. Ui, à, con này có một cái càng rất là to và một cái càng hơi bé.
Các bạn ơi, đây con cua này là con cua số 3 này, đẹp chưa? Ông ơi, bỏ ra để mình bỏ vào nào. Cẩn thận không giờ bé nó ra mất. Nào mình thử cậy ra xem là ở đây có tổ cua hay sao các bạn ạ. Nhiều lắm. Nhiều cua lắm, bây giờ cậy khó nhờ. Cái đá này, cái tảng đất này to lắm các bạn ạ. Ui. Bây giờ chúng ta mà có cái búa thì đập được nhỉ. Cái cuốc đi nhờ. Đúng rồi. Ui cua này. Ui, các bạn ơi, có cả một hang cua ở dưới đây luôn này các bạn ơi. Bạn tiểu hổ lấy ra đi. Ui, cẩn thận nó cắn đấy. Đây mình lấy hộ nhá. Một chú này. Chú cua càng to chưa? Ui, chú cua số 1 này. Không ơi, bỏ vào đây. Rồi, cẩn thận nó ra. Nào, quăn này có lưỡi này các bạn ơi. Ui, mình nhìn thấy cái chân nó này. Đây này các bạn ơi, ui cái chân này. Cậy ra cơ không có là nó đau nó. Đau nó các bạn ạ. Đây rồi, đây rồi. Ui, con cua này số mấy đây, tiểu hổ ơi? Con này á, đâu? Đấy. Con này số 4 à bạn? Con này không phải số 4 đâu các bạn ơi. Đây này, con cua này là số 7 đấy. Số 7 đấy các bạn ạ. Đây mình không rõ á. Nó dính đất. Xem còn con nào không? Đây phải nật cái này lên nữa. Rồi, đây rồi, xem nào. Ui, này có tổ cua nữa này. Đẹp chưa, con này số mấy? Ui, con này là một số 8. Ui, con cua số 8 này các bạn ơi, đẹp chưa? To lắm. Đây xem con gì đây. Con này đây. Ui, con này to chưa này các bạn ơi. Ui, con này có một con này sắc màu. Cả màu xanh, màu cam này. Các bạn ơi, đẹp chưa? Cả màu tím nữa. Màu tím nữa đấy. Bỏ vào đi. Xem còn không. Còn không. Ô, hết rồi. Hết rồi, đi tìm chỗ khác đi. Đi. Đây này. Ui, dài ơi, một hang luôn. Đây nữa này các bạn này. Hang này lông hơn các bạn ạ. Hồng ơi, ra đây bắt nào. Đi đây. Ừ, đi ra đây bắt đi nè. Để mình mát con lá chua à. Đây bạn đây bạn xuống đây bạn cậy đất ra đi rồi bạn móc lên. Nào. Ui. Con này ở góc này. Con này bạn cậy trước đi. Đấy. Ui. Ui con này cũng to lắm các bạn ạ. Yếu thật. Đây. Bắt được rồi. Ừ, một con rồi nhá các bạn ơi. À một con cua này mà ra tiểu hổ. Đợi mình tí. Rồi. Tiếp con nữa đây này. Nói đằng này này. Đây để mình bắt cho. Đây là bạn kem bắt. Đây để mình móc nó ra cho. Đấy bạn thò vào đi. Rồi. Ui được một chú lưỡi này các bạn ơi. Đây này các bạn ơi. Ui một con màu xanh đấy các bạn ạ. Đấy bạn ấy kẹp đi, kẹp được rồi đấy. Kẹp vào cái chân nó cẩn thận. Đây. Ui kẹp nó dẫy. Ui nó dẫy đây các bạn ơi. Được một chú cua nhá, chú cua này số mấy nào? Ui, chú cua này số 5. Đúng rồi, số 5 đấy các bạn ạ. Đây bảo đây. Rồi, đi mình đi ra chỗ khác tìm đi. Nhiều cua thế nhở. Ui này, đây này có một con ốc sen này. Đây này các bạn ơi. Ui, con ốc sen này nó lấp vào lúa này. Wow, đây này các bạn này. Con ốc sen này ở trên thân nó có màu xanh. Ừ, màu xanh đấy, mình bắt lên cho các bạn xem nhá. Ui, nó đang bám chặt vào, nó ăn cả đất này bạn ơi. Trên này nó có chữ K này. Ui, chữ K màu xanh luôn. Ừ, chữ K màu xanh ấy, bỏ vào đi. Rồi. Các bạn ơi, đây này, nó đang ăn cái gì đây này các bạn này. Ui, đây bạn tiểu hổ bắt lên đi xem nào. Thân của nó có màu đỏ. Ừ. Các bạn ơi, này, một chữ K màu đỏ này. Các bạn ơi, ui, cái miệng nó nhìn này. Nhìn đáng sợ không? Đấy, mình bỏ vào trong cái hộp của mình nhá. Ơ này, bạn Hồng ơi. Dạ. Mình thấy đây có con gì này. À, thì ra vừa lấy là con ốc sên nó bỏ đấy các bạn ạ. Đây này, đấy cậy ra xem nào. Ui, cũng có ốc sên to xưa. Vừa nhìn thấy nó ở trên đường to lắm. Hai bạn mà ăn kem, hai bạn không nhìn thấy đấy. Tớ bắt cào cào, tớ nhìn thấy đây này. Ui. Đây, bạn cậy ra. Cái tảng đá này nặng lắm. Con này có màu cam. Ui. Con này có màu cam với cả màu xanh. Ừ đấy. Ui, một con ốc sên này. Ui, trên người nó có cả màu cam lẫn màu xanh này các bạn ơi. Đây này, đẹp chưa? Sao con ốc sên vừa nhìn thấy to thế nhỉ các bạn nhỉ? Đúng rồi đấy. Ừ, đi bỏ vào trong thau đi. Đi mình đi ra đằng này xem có con nào không đi. Ui, bạn kia bác mình thấy đây có một tổ con gì nè. Ui ôi, con gì đây? Con gì đây nhìn kinh chưa này? Hai cái mắt nó đang nhìn chúng mình. Ai ôi mà. Nó đang nhìn đấy các bạn ơi. Bây giờ mình cậy cái đất này ra mình bắt nó lên nhá. Bà bắt đi. Ừ. Ui. Ui. Đây rồi. Ui. Ở đây còn có cái gì này? Cả một tổ cua. Wow. Ui bạn Hồng ơi, mở ra để mình bắt vào nào.
Hôm nay chúng mình đi bắt cua được nhiều, rất là nhiều cua. Ồ, đây là một con cua số 6 này các bạn ơi, Hồng ơi mở ra. Rồi. Lại con nữa này các bạn ơi. Con này có 3 hàng ngang. Ừ, 3 màu khác nhau đấy. Màu cam, màu xanh, màu đỏ. Ừ. Ui, đây nữa này các bạn ơi. Nó nắng quá đây, nó vào đây nó nằm hết đấy các bạn ạ. Con cua màu số 0 này. Con nữa này các bạn ơi. Ui, con này số 4 này các bạn này. Rồi. À, con này số 2 các bạn ạ. Nào, mình bỏ vào nhiều thế nhỉ. Ôi, cái con này nó vẫn cứ ở đây này các bạn này. Đây, mình thử bắt nó ra xem nhá. Ui, ui, các bạn ơi. Này. Ui, con gì đây, to chưa này. Ui, nó vừa hình như là bị cua cắp hay sao nhỉ. Dính tầm nhiều này. Hả? Đúng rồi. Ui, này. Ui, cua vừa cắp con này đau lấy lên này. Nó không chạy được đâu các bạn ạ. Này. To chưa, con gì nhỉ, có phải giống con dài bén của mình không? Không phải đâu, bởi vì con này nó to hơn, nó béo hơn. Đúng rồi. Nên là nó là một con ếch. Đây mình cho nó vào trong chậu của mình nhá, về mình nuôi nhá. Bởi vì cua cắp đau quá nên nè, không chạy được đâu các bạn ạ. Đây vào đi. Đây vào nào, rồi.